Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Hải Dương nhé. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe, đó là chiếc Honda Civic được sản xuất năm 2008 anh chị nhé. Tên tư nhân biển Hải Dương với cái động cơ là 1.8 số sàn. Thì đây là một cái mẫu xe mà tư nhân sử dụng anh chị nhé, không dịch vụ taxi gì cả. Đấy. Với cái tông màu đen này, sơn xi màu đen này, động cơ chỉ có 1.8 thôi. Số sàn mức tiêu hao nhiên liệu từ 7 cho đến 8 lít trên 100 km thôi. Đấy, thì anh chị nào mà quan tâm những con Toyota Honda Civic này thì alo cho em, cho số điện thoại là 0358286286, em Quang Hải Dương. Xe đang có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương anh chị nhé. Đấy, thì anh chị nào quan tâm thì alo cho em sẽ chỉ đường đến. Và nếu đây mà là lần đầu tiên mà anh chị xem video clip của em thì anh chị hãy ấn nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật cho em những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết tổng thành cái mẫu Honda Civic này cho tất cả quý vị anh chị và các bạn cùng theo dõi. Đây, sơn xi màu đen rất là đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn nhé, tôn vỏ của nó này không một chiếc bả ma tít nào luôn. Cam kết với anh chị là không tai nạn đâm vai cả, không dịch vụ taxi, không khoan đục gì cả. Đấy, nguyên bản 100% nữa phần CNC keo chỉ. Nó là nguyên bản là cái phần form dáng góc cạnh chứ không phải là sơn gọi là cái phần vỏ sơn đâu anh chị nhé. Bởi vì cái sơn của nó thì một vài cái vết xước xác bên ngoài thì theo năm tháng xước bên ngoài thì đã tỉa sơn rồi, đã đánh bóng rồi. Đấy, thì nhìn tổng thành xe thì còn rất là liền lạc, những cái góc mép các bác nhìn nhé, rất là liền lạc luôn. Các góc mép khe, mép cánh cửa, khe mép đèn ba sốc hay tất cả mọi thứ rất là liền lạc luôn. Đấy, không cong vênh, không hở, keo chỉ không hề mất phân nào. Đèn pha, đèn hậu nguyên bản theo xe. Xe đã trang bị màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, dàn nốp mitchanin rất là êm ái luôn và bền bỉ. Đấy, phần đuôi xe đây các bác nhìn nhé, sơn xi màu đen rất là đẹp. Thì xe đang được bên em bán với mức giá là 255 triệu đồng, giá trên là đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho anh chị nào ở xa rồi. Có gia lộc cho anh chị nào thiện chí nhé. Đèn pha này nguyên bản theo xe các bác nhìn đấy nhá, sáng bong luôn. Đấy, đèn pha nguyên bản, đèn pha mặt ga lăng, tên tư nhân biển Hải Dương đó. Đăng kiểm của nó có đến tháng 3 năm 2021 cơ, rất là lâu. Đây, phần em sẽ mở phần cánh cửa nhé. Đây à, keo chỉ không hề mất phần nào, cam kết với anh chị là hoàn toàn không đâm vai cả. Đấy, bốn kính chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết anh chị nhé. Đó, tăng độ sám táp lô này, hai túi khí an toàn, điều hòa, màn hình đấy nguyên bản, trần nỉ này, ghế da nguyên bản anh chị nhé, rất là sạch sẽ luôn. Số sàn hoặc số sàn 5 cấp. Nội thất màu vàng kem. Giá rất là hợp lý thôi, 255 triệu đồng là bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc rồi. Nên là anh chị nào mà không cần rút hồ sơ và cũng không cần vận chuyển thì bên em sẽ trừ cái tiền đó đi cho anh chị. Đấy, và có gia lộc cho anh chị và thuận chí rất là nhiều đấy ạ. Đấy, cốp sau của nó là nguyên bản nhé, chi tiết nhé. Tất cả keo chỉ này nguyên bản hết, là cốp sau này. Đấy, đây là cái thảm lót cốt. Đấy, đây, lốp dự phòng sơ cua đầy đủ, đồ nghề kích lốp đầy đủ nhé anh chị nhé. Đó, sơn xi đẹp lắm, coi là sơn xi bóng nhoáng, tôn vỏ mỏng teng luôn chị ạ. Có gì này, đấy, không hề là có một tí bả ma tít nào, không hề có một tí nào gọi là gợn sóng. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn nhé, cánh cửa nó này thẳng căng luôn. Đấy, đây các bác nhìn này, đấy, con xe nó chất hay không, tôn vỏ có chất hay không thì chúng ta nhìn nó ở cái đường mép góc cạnh như thế này, căng đét luôn, xoay gương luôn anh chị nhé, bởi vì là nó không bị nhăn tôn, đấy, tôn vỏ nó không bị nhăn, đấy, góc mép nó liền lạc này các bác nhìn nhé, đấy, có gì chưa, đấy, không hề nhăn nheo, không hề gợn sóng, gọi là không hề giống cái bánh mì. Và đây, chìa khóa zin trong xe này các bác nhìn nhé, màn hình đây, màn hình đầy đủ hết, màn hình có để bắt được bluetooth này, nghe gọi đầy đủ đây. Đấy, cốp kiếp
rất là nhiều cốp, cốp nhiều để đựng tiền, giấu tiền. Đó, âm nhạc thì thử cái DVD xem có DVD không. Mình thì là hay nghe Bluetooth đấy. Điều hòa thì cực lạnh luôn, rất run luôn. À, xe đây không hề báo một lỗi nhỏ đâu anh chị nhé. Oh, quá khỏe luôn đấy, vòng tua rất là ổn định. Bây giờ em sẽ giới thiệu phần khoang máy động cơ của chiếc Honda Civic sản xuất năm 2008 này cho tất cả quý vị chị và các bạn cùng theo dõi nhé. Để chị nào mà kết cái mẫu Honda Civic này thì alo cho em cho số điện thoại là 0358286286. Em Quang Hải Dương đấy. Xe trang bị phanh đĩa này, ABS đầy đủ hết anh chị nhé. Đây này, kim phun điện tử 4 máy này, máy zin luôn. Đấy, có nhìn chân lốc của nó này, nguyên bản hết anh chị nhé. Máy lổ rất là êm luôn. Honda Civic sản xuất năm 2008 đang ở bên em bán mức giá là 255 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc rồi. Tem mác nguyên bản này. Đấy, chiếc Honda Civic này, số sàn động cơ 1.8. Rồi anh chị nào quan tâm đến Honda Civic này thì alo cho em nhé. Giá rất là hợp lý cho anh chị nào mua về để làm dịch vụ taxi đi lại hàng ngày, đi làm. Một mẫu xe rất là bền bỉ của Honda. Đấy, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn theo những video sau.